sầu riêng. Cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, thường được bà con nông dân gọi vui với cái tên cây tiền tỷ. Gọi như vậy là bởi hiện nay, cứ 1 hecta thì có thể thu từ 15 đến 20 tấn sầu riêng. Tuy nhiên, sầu riêng là loại cây không dễ chăm sóc do rất mẫn cảm với môi trường. Trong các giai đoạn nuôi trồng, giai đoạn ra hoa là thời điểm quan trọng và rất nhạy cảm. Ở giai đoạn này, cây sầu riêng thường gặp các bệnh như cháy lá, thản thư, thối rễ, xì mủ, chết, hoặc tình trạng cây bị sốc do thời tiết thay đổi, sâu ăn bông, bọ trĩ. Đây là các vấn đề nhức nhối mà bà con đang gặp phải. Thấu hiểu vấn đề của bà con, tại các vườn mẫu Lộc Trời, đội ngũ nhân viên LTV đã nghiên cứu và đưa ra bộ giải pháp Lộc Trời cho 6 giai đoạn ra hoa trên sầu riêng, giúp bà con yên tâm canh tác, tăng phẩm chất trái. Giai đoạn tạo mầm, giai đoạn nhú mắt cua, giai đoạn 5 đến 7 ngày sau khi nhú mắt cua, giai đoạn 10 đến 15 ngày sau khi nhú mắt cua, giai đoạn 25 đến 30 ngày sau khi nhú mắt cua, cuối cùng giai đoạn trước sổ nhụy. Với mỗi giai đoạn, đội ngũ LTV đều đồng hành sát sao cùng bà con. Nhú mắt cua có bộ ba sản phẩm cung cấp bo hữu cơ chống sốc cho cây và giữ sáng mắt cua. Xin chào anh Chính. Thì hiện tại tôi đang đứng đây ở khu vực ấp 5, Long Trung, huyện Cần Lại, tỉnh Tiền Giang, trên miếng vườn của anh Chính. Anh Chính là tham gia chương trình của vườn mẫu Lộc Trời trong thời gian gần đây. Anh Chính rất là kinh nghiệm trong vấn đề sầu riêng. Hiện tại sầu riêng mình bao nhiêu năm anh? Này cũng ra trồng được 22 năm rồi. Vì là kinh nghiệm rất là nhiều. Thì vào giai đoạn này thì thấy cái mắt cua mình nó sáng, nó đẹp. Thì anh có những cái bí kíp hoặc là những cái kinh nghiệm gì anh có thể chia sẻ? Sau khi rải cái phân mà tạo mầm được xong hết thì gặp mấy anh em bên công ty Lộc Trời có hướng dẫn như là thuốc Vitachim, Hiborong, Paramax. Thì ba cái đó tôi kết hợp lại là xịt để tạo cái mắt cua cho cây sầu riêng. Để mắt cua ra đều sáng đẹp. Cảm ơn phần chia sẻ của anh. Vitachim là một cái hoạt chất, nó là retinoid. Nó là một cái học môn thứ 6 để điều tiết tất cả những dinh dưỡng trên cây trồng, giúp cho cây mình nó đều đồng đều hơn. Đây là một cái sản phẩm mà của Mỹ, mình có thể kết hợp chung với cái sản phẩm là Hiborong. Thì đây là một cái dạng bo hữu cơ duy nhất trên thị trường, được sản xuất từ Úc. Khi mình sử dụng như vậy thì giúp cho cái hạt phấn nó sẽ sống dài hơn, quá trình diễn ra thụ phấn nó sẽ đồng đều hơn. Mình có thể kết hợp chung với cái sản phẩm Paramax để giúp quản lý tất cả cái nguồn bệnh trong giai đoạn mà mắt cua này, giúp cho mình cái bông nó sáng đẹp hơn. 5 đến 7 ngày sau khi nhú mắt cua, LTV cung cấp bộ sản phẩm chống sốc cho cây, ngăn ngừa nấm khuẩn tấn công. Vào giai đoạn tiếp theo thì anh Chính có thể chia sẻ những sản phẩm gì đưa vào giai đoạn kế tiếp nữa không anh? Thì sau 7 tới 8 ngày sau khi mà xịt cái tạo mắt cua thì tôi xịt cái alumini cộng với Vitachim, hai cái đó kết hợp để và quản lý được cái nấm bệnh ở trên bông sầu riêng, làm cho nó sáng bông, làm cho nó mập bông hơn, nó không bị đen bông trong giai đoạn mà thành bông. Cảm ơn chia sẻ của anh Chính. Anh Chính sử dụng cái sản phẩm đưa vào giai đoạn này rất là hay. Tại vì sao? Tại vì cái alumini đây là một cái sản phẩm mà nó lưu dẫn hai chiều, nó có thể quản lý tốt đối với những cái nguồn bệnh, đặc biệt là những cái nguồn bệnh trong giai đoạn mắc cua này. Ngoài ra nó có thể kết hợp luôn cái Vitagym để là quản lý trong giai đoạn hiện nay thời tiết nó khắc nghiệt. Đây là một sản phẩm không cần phối trộn những sản phẩm khác, vừa tiêu diệt được cái nguồn nấm bệnh mà vừa tiêu diệt được cái nguồn vi khuẩn. Ngoài ra cái Vitagym thì trong những thời tiết bất thường như hiện nay thì nó có thể chống sốc và chống rụng những cái bông hoặc là những cái non sau này. Thì đó là những cái giai đoạn anh Chính sử dụng rất là hiệu quả. 10 đến 15 ngày sau khi nhú mắt cua, LTV có sản phẩm cung cấp canxi, magie, bo hữu cơ để bông xanh chắc, ngăn ngừa đen bông. Giai đoạn hiện nay thì cái bông mắt cua mình đã được 10 ngày. Thì anh Chính có sử dụng cái bộ giải pháp gì trong giai đoạn này không anh? Thì sau cái giai đoạn đó thì có xịt cái Mycetic là để là quản lý cái dịch bệnh, nó ngăn ngừa đen bông. Rồi sau đó là cái Trico GMB là để cho bông nó sáng hơn, là để nó đậu trái nhiều hơn. Thật sự trong giai đoạn này sở dĩ chúng ta sử dụng cái sản phẩm Majestic kết hợp với Trico GMB thì Majestic quản lý tốt được cái nấm bệnh thắng thư trong giai đoạn này. Ngoài ra cái sử dụng cái sản phẩm Trio CMB thì trong giai đoạn này thì tất cả những cái cây sầu riêng thì nó cần cái canxi và bo. Bên cạnh đó trong cái sản phẩm Trio CMB nó có cái hoạt chất đó là magie để giúp cho cái bông mình nó xanh hơn. 25 đến 35 ngày sau khi nhú mắt cua là bộ sản phẩm cung cấp canxi, magie, bo hữu cơ để bông xanh chắc và mập khỏe. Anh Chính ơi, để chia sẻ anh thêm là vào giai đoạn 20-30 ngày sắp tới sau khi mà nhú mắt cua đó, mình có thể phun Trio CMB lặp lại một lần nữa, bên cạnh kết hợp chung với cái sản phẩm Triple Max
đây là một cái sản phẩm đa trung vi lượng để bổ sung những cái thành phần bổ sung cho cái bông mình nó mập hơn trong giai đoạn này. Trước sổ nhụy, LTP đưa bộ giải pháp cung cấp bò hữu cơ, chống sốc và phòng trị nấm khuẩn, tăng đậu trái. Anh Chính ơi, anh có thể chia sẻ thêm với cho em biết là cái giai đoạn mà trước khi sổ nhụy đó, anh có thể sử dụng những cái sản phẩm gì trong giai đoạn này? Thì gần tới giai đoạn sổ nhụy thì tôi xịt cái nhất là cái Giborong, cộng với cái Vitasim, cộng với là Alumini. Ba cái đó là kết hợp lại, sau khi xịt thì thấy cái bông nó sổ nhụy đồng loạt và bông nó sáng hơn, và thấy nó đậu cũng tốt hơn. Thật sự giai đoạn hiện nay là giai đoạn rất là mẫn cảm đến cây sầu riêng. Thì đối với cái sản phẩm Hyperong thì nó giúp cho quá trình là làm tăng cái sức sống của hạt phấn. Ngoài ra thì mình có thể là sử dụng luôn cái sản phẩm Vitagym để chống sốc, chống rụng trái non. Thì đặc biệt cái nữa là anh sử dụng cái sản phẩm là Alumini. Thì Alumini thì nó vừa có tác dụng là diệt khuẩn mà nó diệt được cái nguồn bệnh trong giai đoạn này rất là tốt anh. Rồi, cảm ơn phần chia sẻ của chú Vinh. Cảm ơn. Ngoài vấn đề cung cấp về vấn đề dinh dưỡng cũng như vấn đề về bệnh hại trong giai đoạn ra qua này, thì bà con cũng cần quan tâm lưu ý đến hai đối tượng là sâu ăn bông cũng như đối tượng bò trĩ. Thì về phía tập đoàn Lộc Trời có hai cái sản phẩm, đó là sản phẩm bạch hổ và sản phẩm tà rong. Tùy theo cái đối tượng trên giường mà chúng ta có thể luân phiên hai sản phẩm này để mà áp dụng cho cái hiệu quả trên cái giường của mình. Chúc bà con áp dụng thành công các giải pháp của Lộc Trời trên cây sầu riêng. Lộc Trời, cùng nông dân phát triển bền vững.